người Yuka đây. Cuối cùng thì sau những ngày âm u mưa bão thì hôm nay Phần Lan đã nắng đẹp. Mọi người nhìn này. Đó, hôm nay là thứ bảy và mình cũng vừa mới đăng xong cái video Food Diary của tuần này rồi. Thế nên là bây giờ mình sẽ đi ra ngoài để ngắm cảnh và tắm nắng. Và mình sẽ dẫn mọi người theo, mình sẽ đưa mọi người đến một cái chỗ nó rất là đẹp. Hồi hè ở đây thì mình cũng hay đi tìm mấy cái khu thiên nhiên, rồi là mình cũng đi đến đấy để ngắm cảnh rồi chụp ảnh các kiểu. Thì có một chỗ mà mình rất là thích và hôm nay thì mình sẽ đưa mọi người đến đấy. Tại vì hôm nay nắng thì cái chỗ đấy mình nghĩ là nó cũng sẽ rất là đẹp. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị soạn đồ một tí, sau đó thì chúng mình sẽ đi thôi. Mình đang edit video thì mình quên mất là mình không nói cho mọi người là video tuần này sẽ là về cái gì. Thời điểm này là thời điểm mà mọi người đang bắt đầu vào năm học mới đúng không? Tháng 9. Như là nếu mà mọi người cấp 3 thì là mùng 5 tháng 9 là mọi người vừa mới khai giảng xong. Còn đối với đại học thì mình nghĩ là cũng trong khoảng tháng 9 là mọi người đã bắt đầu đi học lại rồi. Thế nên là video tuần này chúng ta sẽ làm về reset lại năng lượng cho một năm học mới. Thì mình sẽ show cho mọi người là mình sẽ làm những cái gì để mình có thể reset lại năng lượng và có được một cái tinh thần tốt nhất để bước vào năm học mới. Nó giống kiểu getting my things together. Vậy, đó đó. Ok, tiếp tục video. Thì mình đã đến cái chỗ đấy rồi. Thì bây giờ chúng mình sẽ phải leo bậc thang. Tít, nó tỏ tít trên đây. Rồi chúng mình sẽ leo bậc thang lên. Rất là mệt. Chỗ mà mình đến là Pispala, là một khu dân cư. Thì ở đây có nhiều nhà đẹp cực mọi người. Nó kiểu rất là thơ và mình liên tưởng đến Summer Cottage. Tức là một cái nhà màu pastel, sau đó thì ở bên ngoài hiên trồng một vài cây, hay là trước cửa nhà treo một vài cái bồn hoa chẳng hạn. Và ở sâu bên trong thì có một cái vườn đầy cỏ và có một cái bàn xinh xinh, rồi hai cái ghế nho nhỏ và ngồi đầy uống trà. Những cái nhà ở đây thì mang cái vibe như thế. Và địa hình ở khu dân cư này nó rất là dốc, thế nên là mình cứ phải leo những cái bậc thang lên như thế này. Và sâu trong từng cái nhà một ấy mọi người, thì cũng có những cái bậc thang nho nhỏ để vào nhà. Thì đấy là bậc thang của nhà riêng, thế nên là mình không thể đi vào mấy cái bậc thang như thế được. Mình chỉ đi ở cái bậc thang to to như thế này thôi. Có cảm thấy thiên nhiên nó mang lại một cái năng lượng nó rất là chữa lành không? Kiểu mỗi khi mà mình buồn hay là tâm trạng mình không ổn thì mình sẽ đi ra ngoài và tìm những cái nơi nó thiên nhiên như thế này. Ví dụ như là sông hồ hoặc là chỗ mà nhiều cây cối. Sau đó thì mình sẽ ngồi xuống cảm nhận tiếng gió thổi, cảm nhận ánh nắng mặt trời, hoặc là nghe tiếng chim hót, nghe tiếng lá cây xào xạc, hoặc là tiếng nói chuyện của những người xung quanh. Nhất là những ngày buồn thì mình hay ngồi như thế và mình luôn luôn có cái cảm giác không sao đâu, sẽ ổn thôi khi mà mình ngồi với thiên nhiên. Nếu mà mọi người có một ngày không được vui cho lắm thì sao không thử để thiên nhiên an ủi mình? Lúc này mình đang ngồi xích đu, xong rồi có một chú hỏi mình là đang làm gì đấy. Tại vì chú ấy thấy mình cứ cầm cái máy quay, xong rồi mình đặt cái máy quay ở đấy, xong rồi mình lại chạy đi để quay. Thế xong là mình lại chạy lại để lấy cái máy quay. Thế xong là mình cứ chạy đi chạy lại như thế. Thế nên là chú ấy tò mò xem là mình đang làm cái gì. Thế nên mình trả lời là mình đang làm YouTube thôi. Lúc quay thì mình rất là tập trung, mình không để ý xung quanh, mình chỉ tập trung căn góc, xong rồi mình đi ra ghi hình và mình quay lại để mình lấy máy. Nên là mình không nghĩ là có người để ý đến việc mình làm. Dù sao thì mình cũng rất là vui bởi vì có người thấy được sự cố gắng của mình khi quay hình. Hello
mọi người, thì bây giờ mình sẽ đi tập thể thao. Mình sẽ đi cầu lông. Và hôm nay thì mình sẽ đi hai cái lớp group exercise. Nếu mà mình còn sức thì mình sẽ đi hai lớp, còn nếu không thì mình chỉ đi một lớp xong rồi mình đi về. Như là trước đấy thì mình sẽ đi đánh cầu lông xong rồi mình mới đi cái lớp group exercise đấy. Nếu mà ở nhà mãi thì nó cũng sẽ rất là tù người ấy. Mình đã mua sport uni của trường mình rồi nên là mình phải đi để đỡ phí. Thường ấy thì trường đại học đây nó sẽ có mấy cái trung tâm thể thao, một cái khu thể thao riêng của trường ấy, thì ở đây có mấy cái dụng cụ phòng gym mọi người có thể vào tập, và nó còn có cả sân cầu lông, sân bóng đá, sân bóng rổ các kiểu nữa, có tất cả các loại sân và cũng có tất cả các loại máy gym. Xong rồi còn có một vài cái lớp group exercise, ví dụ như là nhảy zumba hay là yoga hay là aerobics. Mình mua cái sport uni đấy là giá một năm là 88 đồng. Ok, tôi vừa cho mọi người một cái thông tin về trường học. Bây giờ mình sẽ soạn đồ. Nước mình phải mang ví đi, tại vì ví của mình có thẻ học sinh thì mình mới có thể vào được cái cổng của sport uni. Chìa khóa nhà, dây buộc tóc. Bây giờ thì mình sẽ đi. Hello mọi người, bây giờ tôi đang ngồi ở cái phòng thay đồ của sport uni. Đây chính là cái phòng thay đồ này. Tôi vừa mới đi đánh cầu lông xong, mặt đỏ. Bây giờ thì mình sẽ ngồi chờ để đi group exercise. Hôm nay thì mình chỉ đi một cái thôi, tại vì vừa nãy mình đánh cầu lông, mình chạy lo quăng, nói chung là khá là mệt rồi. Ok, update thì thôi. Bây giờ thì mình sẽ lên group exercise. Tầm 10 phút nữa thì mình sẽ lên. Tại vì hôm nay là thứ hai nên cái lớp group exercise nó rất là nặng. Thế nên là sau khi tập xong thì mình đã quá mệt và mình phải ngồi tạm ở đây để nghỉ một tí. Nhưng mà không sao cả, bởi vì hôm nay mình đã vận động thể dục thể thao, thế nên là mình cảm thấy rất là sảng khoái. Kiểu mọi cái sự tắc nghẽn trong cơ thể nó được giải phóng ấy. Thế nên là mình sẽ cố gắng tập thể dục thường xuyên. The next day. Hello mọi người, tôi vừa mới lên trường xong. Trường tôi. Thì bây giờ mình sẽ đi ra thư viện của thành phố để học piano. Tại vì ở thư viện thành phố thì mới có những cái phòng music ấy mọi người, chứ còn thư viện của trường học thì nó không có. Thế nên là chúng ta sẽ phải đi ra thư viện của thành phố. Chúng ta sẽ đi thôi. Can I book for music room at this time? I'm sorry, they are both reserved all evening. God knows we tried to talk it out. Yeah. And if the rapture came right now, I'd be okay. Mọi người ơi, trừ you 3,2 đồng. Mà tôi không biết là tôi mang đống xu này có đủ không. Về tôi đang kiểm tra 2, 2, 4, 6, 8, 10. Được 1 nữa. 2 sen, 20 sen. Đủ rồi, may quá. Tiện thể đang ở trung tâm, thế đây là mình ra cái hồ ở gần trung tâm luôn. Thì đây là cái hồ ở trung tâm này mọi người. Nãy thì mình đang đọc sách ở thư viện, xong rồi mình tự nhiên lại muốn đi ra ngoài đọc sách, thế nên là mình xuống cái hồ này để đọc sách.
Thế xong mình nhận ra là nó vừa mưa, thế nên là cái hàng ghế nó ướt hết, nên là mình phải ngồi trên cái tảng đá như thế này. Trông rất là buồn cười. Hôm nay thì mình đã unlock được một hoạt động nữa giúp mình reset năng lượng, đó là đọc sách. Lúc đầu thì cái mục này nó không có ở trong cái danh sách reset energy của mình. Nhưng mà hôm nay khi mà mình đến siêu thị, khi mà mình đến thư viện của thành phố thì mình thấy không khí nó rất là khác so với thư viện của trường học. Khi mà mình đến thư viện của trường học thì tất nhiên là mình chỉ thấy sinh viên thôi, và các bạn sẽ ngồi làm việc máy tính hoặc là tìm sách. Nhưng mà mình thấy hầu hết mọi người sẽ ngồi và làm việc máy tính hoặc là họp nhóm với nhau để nói chuyện và bàn bạc một cái gì đấy. Nhưng mà khi mà đến thư viện thành phố ấy thì mình thấy được tất cả mọi người, tức là kể cả trẻ con, người trung niên, người cao tuổi, người lớn, rồi sinh viên cũng có nữa. Và mọi người ngồi đấy không phải là chỉ ngồi để dùng máy tính không, mà trẻ con thì chạy loang quang đi tìm sách truyện chẳng hạn, người già thì họ sẽ ngồi đọc báo hoặc là họ đi tìm những cái quyển sách khác nhau. Có những người trẻ tuổi hơn thì đúng là họ ngồi làm việc máy tính thật. Và cái không khí nó rất là khác nhau. Đối với thư viện của trường đại học thì mình thấy là nó cũng không ồn lắm. Thư viện thành phố thì rất ồn, không phải rất ồn mà là nó ồn nhưng mà nó là một cái tiếng ồn dễ chịu. Nó giống như kiểu mọi người vào quán cà phê xong mọi người ngồi làm việc ở đấy, thì khi mà mọi người ngồi làm việc ở thư viện thành phố thì nó cũng như thế. Nó có thể làm được âm thanh nền để mọi người học tập ý. Mình không đặt được music room để học piano, và cái piano ở bên ngoài thì cũng có người dùng rồi, thế nên là mình không thể học piano hôm nay. Thế là mình ngồi xuống và mình đọc sách. Mình thấy ai cũng đọc sách, ai cũng làm việc, và mọi người đi loanh quanh tìm sách, nên là mình cũng ngồi đọc sách. Thì đây là cái quyển sách mình mang từ Việt Nam sang 2 năm trước. Mình có đọc nhưng mà có thể là lâu quá rồi nên là mình quên, nên mình quyết định đọc lại từ đầu. Và mình thấy mình ngồi ở thư viện xong rồi mình đọc sách, mình thấy rất là cuốn. Không hiểu sao nhưng mà sau khi đọc sách xong thì mình cảm thấy tâm trạng của mình tốt lên. Mình nghĩ là mình do là mình được sử dụng não bộ của mình. Tức là mình được suy nghĩ và mình được dùng não bộ của mình để tưởng tượng ấy. Bình thường thì mình hay lướt điện thoại đúng không? Khi mà lướt điện thoại thì với cái tần suất nhanh của video và hình ảnh như thế thì mọi người chỉ tiếp nhận thông tin một cách gián tiếp thôi. Và mọi người chỉ biết ở đây là thông tin như thế này. Và bởi vì có hình ảnh rồi thế nên là mọi người không có cơ hội được tưởng tượng nữa. Nhưng mà khi đọc sách thì mọi người có thời gian để suy nghĩ về những cái thông tin mình vừa tiếp nhận. Sau đó thì mọi người dùng trí tưởng tượng của mọi người để tự tưởng tượng ra cái điều đấy. Thì mình thấy đọc sách giúp mình vận động não bộ. Nếu mà muốn tâm trạng tốt hơn, có một tinh thần tốt hơn thì mọi người có thể thử đọc sách. Bởi vì khi mà đọc sách thì mọi người sẽ được sử dụng não bộ. Và khi mà mọi người được sử dụng não bộ thì mọi người sẽ cảm thấy là mình vừa làm một cái gì đấy, mình vừa có được một cái thông tin gì đấy có ích bằng chính bản thân mình. Thế nên reset energy số bao nhiêu đấy? Đọc sách. Cuối cùng thì hôm nay chúng mình cũng có thể đi học piano rồi. Mình đặt phòng âm nhạc lúc 6 giờ nhưng mà mình đến thư viện lúc 5 giờ để mình ngồi học những cái kiến thức cơ bản về âm nhạc, ví dụ như là nốt, nhịp, cung, các kiểu. Trước đây thì mình cũng học piano rồi nhưng mà mình quên gần hết, thế nên là mình đang ngồi học lại một tí. Sau khi đọc qua kiến thức cơ bản rồi thì mình ngồi xuống để luyện ngón. Thì ở thư viện này cũng có một cái piano ở ngoài, tức là có hai phòng âm nhạc thì mỗi phòng nó đều có piano rồi. Và ở bên ngoài thư viện cũng có một cái piano như thế này nữa. Thế nên là mình đang ngồi ở cái piano ngoài để mình luyện ngón trước khi mà mình đi vào cái phòng âm nhạc mà mình đã đặt. Thực ra thì mình có thể luyện tập ngay ở cái piano ngoài cũng được, nhưng mà mình cần phải đếm nhịp ấy. Thế nên là mình sẽ ngồi ở trong phòng để mình có thể tự do đọc Đô Rê Mi Fa Sol và không ai để ý cả. Sau khi mà luyện ngón xong thì mình tập đánh nhịp theo như cái quyển sách này dạy. Lúc mà tập đánh nhịp mình rất là căng thẳng, mình phải tập trung, mình đập chân hoặc là mình đập tay để mình dậm theo nhịp. Và mình cứ đánh theo 1, 2, 3, 4, mình cứ đếm 1, 2, 3, 4 như thế. Nhưng mà thôi, không sao cả, ai cũng có lần đầu. Và đây là lần đầu của mình, thế nên là có thể là mình sẽ đánh sai nhịp một tí. Nhưng mà buổi 2, buổi 3 chắc chắn là mình sẽ làm tốt hơn. Sao tôi cứ cảm thấy là tôi bị lỗi ở đâu đấy nhỉ? Kiểu tôi chưa có được, tôi chưa có đúng nhịp ấy, tôi chưa đánh có đúng nhịp ấy, tôi đang tập đánh đúng nhịp mọi người.
Mình rất là khuyên mọi người nên làm một cái gì đấy liên quan đến nghệ thuật, ví dụ như là vẽ tranh, học đàn, nặn đất sét, làm gốm, hoặc là những cái thứ gì mà mọi người có thể tạo ra bằng chính đôi tay của mọi người. Ví dụ như việc học đàn của mình thì mình đang tạo những cái âm thanh của chính mình. Chỉ có mình mới tạo ra được những cái âm thanh như thế. Và chính vì như thế mà việc học đàn nó giúp mình cảm thấy là mình đang được thể hiện bản thân mình qua những cái âm thanh mà mình tạo ra. Thế nên là mình rất recommend mọi người làm một cái hoạt động gì đấy mà nó có thể tạo ra sản phẩm. Không nhất thiết là mọi người phải giỏi trong cái lĩnh vực đấy, chỉ cần mọi người enjoy cái khoảng thời gian mà mọi người tạo ra sản phẩm là được. 2, 3, 4, mình đang vừa edit video vừa ăn cơm, tại vì mình không muốn bỏ bữa nữa. Mình phải edit video để kịp cho tuần này. Thế xong là mình suýt nữa quên ăn cơm, mình phải đứng dậy để nấu cơm. Thực ra thì mình cũng đã chuẩn bị hết rồi. Thì mọi người có thể xem cái food diary của tuần trước thì mọi người biết là mình hay chuẩn bị tất cả mọi thứ và mình chỉ việc ăn thôi. Trước đây thì mình rất là hay quên ăn, kiểu khi mà làm việc hay là ngồi học thì mình cứ ngồi tập trung quá, thế là mình quên ăn. Thế xong là một lúc sau mình lười, mình không ăn nữa. Thế nên là bây giờ mình phải tập ăn đủ bữa, ăn đúng bữa. Thì đây chính là bữa cơm hôm nay của mình. Hôm nay mình có cà ri, kim chi, đây là ruốc với cả muối vừng. Siêu ngon. Đây là kim chi tươi muối. Kim chi này mình muối hơi cay, tại vì mình cho hơi nhiều bột ớt lần đầu nên là mình không ước lượng được chính xác lắm. À, nó cũng hơi cay nhưng mà vẫn ngon. Nếu mà mọi người muốn có được một cái tinh thần tốt thì mọi người phải chăm sóc cho bản thân thật tốt bằng cách ăn đủ bữa. Đấy là đối với những người hay bỏ bữa như mình. Còn nếu mà mọi người đã ăn đủ bữa rồi thì mọi người cố gắng thử trang trí bữa ăn. Thay vì cho hết vào một cái bát tô thì mọi người có thể bày ra đĩa, xong rồi mọi người xếp. Mình thấy đẹp, xong rồi mình sẽ muốn ăn hơn và mình cảm thấy tinh thần tốt hơn. Đấy là cái cách mà mình làm cho mình vui hơn bằng cách là trang trí món ăn của mình. Mình biết là một ngày của mọi người rất là bận rộn, ai cũng bận rộn cả. Thế nên là những bữa ăn ngon lành sẽ giúp mọi người cảm thấy tốt hơn. Nên là làm gì thì cũng đừng quên ăn nhé. Mình nghĩ là không ai quên ăn như mình đâu. Hello mọi người, hôm nay là một ngày rất dài. Sáng nay thì mình dậy mình edit video, xong rồi chiều thì mình đi ra thư viện để mình ngồi mình đọc một ít thông tin, xong rồi mình lại chạy ra trung tâm thành phố để mình học piano. À, lúc về thì mình ăn cơm, xong mình ăn cơm mình phát hiện ra là mình cần phải đi chợ. Thế xong là mình lại bỏ bữa, mình để cái bát cơm ở đấy, xong rồi mình chạy đi chợ. Xong rồi đến bây giờ mình vừa mới tắm rửa các thứ xong và mình cũng đã quay hết tất cả các footage của tuần này. Thế nên là cuối cùng mình cũng đã được nghỉ rồi. Cái reset energy cuối cùng mà ai cũng biết đó chính là đi ngủ. Đó là nghỉ ngơi thật tốt, chăm sóc bản thân thật tốt. Thì hôm nay mình vừa mới gội đầu, mình tắm rửa sạch sẽ và mình lên giường ngủ. Cái việc mà gội đầu, tắm rửa sạch sẽ xong rồi mọi người lên giường ngay sau đấy nó rất là đã. Và bây giờ mình chuẩn bị lên giường để đi ngủ đây. Và mình thấy là reset energy with sleep cũng là một cái tiêu đề tốt để có thể kết thúc video. Video của tuần này cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây nha. Và bây giờ thì mình đi ngủ đây. Chúc mọi người ngủ ngon. Và hẹn mọi người vào tuần sau. Bye bye.